Đi nhà anh Kiên ra hả? Ôi kìa, nhà Kiên. Từ đâu? Tao đi chơi bằng điện tao. Đi lên hai về cái là nhà mày đi lẻn lấy cái gì đúng không hay như thế nào? Nhà mày nhà nghèo rất bằng tôi chẳng có cái đéo gì tao đéo gì. Mày đi làm gì cho mẹ tao? Mày giấu gì? Mày giấu cái gì? Bỏ ra. Mày chưa? Mày tao vào đây. Điện thoại của anh Kiên mà. Của anh Kiên nào? Điện thoại nào của mày? Mày bỏ ra. Điện thoại này giống điện thoại của chồng tớ lắm. Ở đây gì? Hình Kiên đây. Của anh Kiên đó chị ạ? Mày muốn cho bác bảo ngày đầu làm ngày đi. Mày đi về nhà luôn đi. Ngay hôm nay con cọc tao lên cho anh này. Đi ra nhá. Mày nhớ gọi là Kiên. Tao thích ghê, tao thích gọi đây làm sao? Bắt đầu giở trứng trộm cắp rẻ. Ô anh à. Mày được rồi. Đâu này. Sao đây? Ừ, đi bạch chồng sao đấy? Nó lấy à. Rồi cắp anh ạ. Ngày nào thật nhờ. Các bạn cho mình nhìn đi. Các bạn cho mình ăn cho điện thoại của chồng. Định trái video. Tao mà chứ sao đi, tao nói mày biết này. Tất cả những cái hành động của mày đã làm ấy, tao đăng hết lên mạng rồi. Để tao kiểm tra thế nào. Kiểm tra đi. Sợ nó xóa không? Vừa đi ra khỏi nhà một cái mẹ mày vào mình lẻn vào luôn, ăn trộm ăn cắp. May mình về kịp không? Mày về kịp anh ạ. Nó xóa hết rồi. Ô nó xóa hết rồi. Xóa rồi á. Mày cố. Đập lên chân anh ạ. Mày được chua. Không mày được chua ơi. Tao cho mày ăn cơm chó mày hiểu chưa? Mày hiểu chưa? Chui vào đây. Mày chui vào. Chui vào. Này, mày có ra được không mày bảo bố? Chui vào. Mày chui vào. 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 Nặng quá chị ạ. Bác xin nhan đi kìa, bác để xin nhan. Kìa, tao xin nhan đi anh Bim. Đi như mộng chưa? Mấy bạn. Mày đâu? Mày đâu ơi? Mày đâu kệ tao, tao đi chơi bạn bè tao kệ tao. Mày đâu? Mày đâu ra từ nhà anh Kiên ra hả? Ôi kìa, nhà Kiên. Tao đi chơi bạn bè tao. Đi lên hang về cái là nhà mày đi lẻn lấy cái gì đúng không hay như thế nào? Nhà mày nhà nghèo rất bằng tôi chẳng có cái đéo gì tao đằng đéo gì. Mày đi làm gì cho mẹ tao? Tao chẳng làm gì, tao đi lang thang đi chơi thôi. Ừ, mày đi chơi cái gì? Tao có dính mỏ gì nó mới đi vào của tớ rồi. Này nó giấu cái gì? Mày giấu cái gì? Mày giấu cái gì? Bỏ ra. Bỏ ra đi mẹ tao vào đây. Điện thoại của anh Kiên mà. Của anh Kiên nào? Điện thoại nào của mày? Mày bỏ ra. Điện thoại này giống điện thoại của chồng tớ lắm. Ở đây gì? Hình Kiên đây gì? Của anh Kiên đó chị ạ? Gọi tao cho Kiên phát. Để tôi gọi Kiên ra đây cho nó. Mày định mày ăn trộm người đối thoại chúng ta làm gì hả? Không có. Mày nói đi. Nói mau. Tao lấy gì làm hỏi thế cái gì đây? Bằng chứng đây. Mày cãi không? Hả? Mày muốn cho bác bảo ngày đầu làm ngày đi. Mày đi về nhà luôn đi. Ngay hôm nay con cọc tao lấy trộm ngoài bạn đây này. Đi ra nhá. Mày nhớ gọi là Kiên. Tao thích đây, tao thích gọi đây làm sao? Bắt đầu giở trứng trộm cắp rẻ. À, tao biết rồi. Ra đây. Giữ nó lại chị ạ. Giữ nó lại. Mày ngồi xuống. Mày ngồi xuống. Chỗ mày nói chuyện đây à? Ai, này mày á. Thấy bọn tao không có nhà mày lẻn vào mày ăn trộm điện thoại để chắc chắn nó muốn nó định xóa video của bạn ạ. Đấy. Mày định lấy điện thoại để mày xóa video á hả? Thái độ của mày dám láo nhở? Dạ. Không được bác ơi. Không thôi được ạ. Nó ăn trộm bác ạ. Không được mày ạ. Nó đi ăn trộm điện thoại một chỗ là chỗ phải nói chung là để chịu nó thôi đi phải nó chịu bảo dần. Cái loại này nó không tha được. Không tha được chưa? Nó bảo là dương ăn trộm ăn cắp là không thể tha được. Bố mày bắt mày đúng không? Vâng vâng. Cháu có đánh vào đâu mẹ ở đây đừng đánh. Này nhá cho mày chửi mày giao trộm điện thoại anh kia à? Dám ăn trộm ăn cắp à? Mẹ loại này. Ô anh à? Mày bắt mày được rồi. Đâu đây? Chào em. Ôi, nó lấy ạ. Nó lấy cắp anh ạ. Trộm cắp đây. Này nào thật nhờ. Các bạn nhà mình làm gì? Các bạn nhà mình ăn trộm điện thoại của chồng. Định xóa video. Mày bà nhà tao mày ăn trộm điện thoại của tao để mày xóa video của tao đi á? Ừ đúng rồi đấy. À, thế bây giờ mày như nào? Mày như nào đây hả? Trộm của tao mày xóa video đi. Tao nói mày biết này. Tất cả những cái hành động của mày đã làm ấy, tao đăng hết lên mạng rồi. Và tao chuyển ra hết chỗ khác rồi. Mày tưởng là bây giờ mày lấy điện thoại của tao mày xóa đi lấy hết á? Để tao kiểm tra thế nào. Kiểm tra đi, xem sợ nó xóa không? Vừa đi ra khỏi nhà một cái mẹ mày vào mình lẻn vào luôn, ăn trộm ăn cắp. May mình về kịp không? Mày về kịp anh ạ. Nó xóa hết rồi. Ô nó xóa hết rồi. Xóa rồi á. Mày đập vào chân anh ạ. 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 Mày đập vào chân
À, mày thích như nào? Thôi kia rồi, đưa nó về nhà xử lý. Con này cũng bay được chua. Con bay được chua ơi. À, chuyện cho mày biết này, mày xóa video tao đi nhá. Tao còn đầy bằng chứng, tao còn đầy cái tư liệu khác. Mày cứ yên tâm đi thế. Đéo thì còn tao xóa hết rồi, trong tư liệu tao xóa rồi. Tao chuyển tư liệu cho khác rồi, mày cứ yên tâm đi, đéo xóa đâu. Mày xóa hết video này ở trong máy điện thoại tao nhá. Tao còn đầy video ở trong máy tính. Rồi. Mày cứ yên tâm đi, mày nghĩ bố mày ngu quá. Hả? Rồi tao sẽ có cái khác để tao xóa thôi. Cho không được hả? À? Lôi về anh. Lôi phải dã trận, con này lôi về, phải đường này đánh người ta can. Lấy xe đi. Mày có ăn không thì người ta đâu không? Ngủ đi. Ngủ liều. Hôm nay bố mày bắt quả tang, mày dình bọn tao không qua nhà. Mày vào mày định lấy điện thoại tao xóa với tao không? Tao phá trận giờ. À mày dình à? À mày ngủ lên. Giữ nó lại anh ạ. Về đây, lôi về đây. Chào cái gì? Im hồn. Chú ơi, mày đi là mày vào nhà tao, mày hiểu chưa? Mày tự ý mày lấy điện thoại của tao. Mày biết là nhà tao về hôm qua, mày vào mày tự ý mày lấy điện thoại của tao, mày xóa hết video để mày cho mọi người biết là mày là cái loại. Hả? Ao mày bôi cho vào danh dự tao làm gì? Ao mà chúng mày hành hạ tao, chúng mày đéo rồi tao danh dự bôi cho. Mày làm gì thế, tao phải làm thế thôi. Mày có danh dự à? Mày biết đấy, là cái loại mày ấy phải đáng như thế, mày hiểu chưa? Tao đăng lên như thế để cho tất cả mọi người biết đây là cái bộ mặt thật của mày như thế nào. Mày cũng biết ngại à? Có loại mày có mày còn đánh hay là tao về tao kể hết cho bố đấy. Mày kể đi. Mày kể cũng kể cho mày. Bây giờ bố tin tao không tin vào mày đâu. Này, cái bộ mặt của mày giấy thôi, hiểu chưa? Giấy thôi. Giấy thôi nhá. Còn là đừng để bố mày tìm mọi cách ấy, bố mày lật tẩy bộ mặt thật của mày. Rồi đến lúc đấy nhá, bác Thắng biết chuyện nhá. Là mày đéo xong đâu, mày hiểu chưa? Lúc đấy bố tao đuổi thằng cổ mày ra khỏi nhà luôn. Cho mày lên công an luôn. Mày giả tạo với tôi. Mày giả tạo ấy để cho bác thương hại thôi. Bác đang hiểu nhầm tao này. Có cái bộ mặt của mày ấy. Mày ấy lật tẩy bộ mặt thật của mày ra đi. Bố có nghe lời mày nói đâu. Có tao thật, tao cũng sớm muộn thì cũng đuổi ông đi vào nhà thôi. Thế bây giờ mày vào nhà tao, mày lấy điện thoại của tao. Thế ý của mày bây giờ như nào? Mày bọn mày đang lên tao, tao chẳng phải làm thế. Mày ép tao chẳng làm thế à? Mày muốn trộm cắp không? Mày biết là ăn trộm mà tài sản của người khác mày tội nặng như nào không? Mày làm mất danh dự của tao, tao phải làm thế thôi. Làm đéo gì hả? Mày nói gì? Mày có danh dự à? Mày có danh dự không? Mày tao nói biết này. Mày mất cái danh dự ấy từ rất là lâu rồi. Mày hiểu chưa? Mày vào nhà tao ấy, mày chiếm đoạt tài sản nhá. Mày lấy cho mày, xuống nó xuống luôn. Lo đâu, xuống cho anh ạ. Mày xuống. Nó vào luôn. À, anh bảo bây giờ nhá. Dạ. Cái con này bây giờ nó là trong chó, còn thằng Dũng nó tìm hay là bất kỳ ai tìm. Chú mày bảo với nó là tao là nó là trong chó. Sao nó sang dây nó cứu không? Không dám cứu được. Mày đi vào đây. Mày bảo nó ra. Mày im mồm đây. Em bảo được quá. Em thả con chó ra, còn đặt cho con chó này vào. Con chó này mới là con chó trong nhà này. Đúng rồi. Ra, không ra đi. Dạ, ra ngoài. Sợ mất nhà. Kêu lôi ra. Lôi ra. Đâu rồi. Đây con này. Thì mẹ mày tao thay mày thành con chó này luôn. Đúng rồi anh ạ. Ngoài. Đi ra ngoài. Ngoài đây. Con này còn đá được thả, con này đéo được thả luôn. Rồi. Này. Cái loại mày nhá, tao cho mày hiểu luôn là em mày xứng đáng mày ở đây. Tao cho mày ăn cơm chó, mày hiểu chưa? Mày hiểu chưa? Chui vào đây. Mày chui vào. Chui vào. Này, mày có ra được không mà mày bảo bố? Chui vào. Chui vào. Bỏ đây. Khóa cửa. Chui vào. Có thấy ạ? Bỏ đây à? Đúng ạ. Mày khóa vào, đâu có nó đi vào đây. Con mày nhớ mày. Con mày nhìn thấy anh ơi. Ôi trời ơi. Nhục chưa? Danh dự chưa? Không. À, mày nhục chưa? Con nhắm cơ mà. Buồn nôn rồi, bị buồn nôn. Nhục chưa? Hả? Ôi trời, nhục quá nhờ. Cô bà nhớ, tao đi. Thôi, bắt tao. Anh đưa mày đi. Mày ôm. Thôi anh bỏ ra. Tao ra biết này. Bây giờ nhá. Mày vào nhà tao ấy, mày hành hạ nhà tao nhá. Mày lấy trộm tài sản nhà tao nhá. Mày hiểu chưa? Bây giờ ý của mày như nào? Thôi anh ơi. Thôi anh ơi. Thôi bỏ ra anh ơi. Anh đăng em đi. Mày nói gì? Này anh có anh đăng em đến vào, có anh làm có danh dự cả, anh ngại em như thế. Mày không có danh dự, không phải danh dự. Mày danh dự con à hả? Chó rồi có danh dự. Thế là em mới làm như thế thôi. Này chuồng chó ấy, tôi thề với anh em luôn, cái chuồng chó nhà mình ấy hơn 3 tháng rồi còn chưa rửa, cứt đái ỉa toàn ở dưới luôn.
quá nhiều luôn. Thật anh em luôn, anh em ngồi vào là anh em mới biết được là cái mùi của nó như thế nào. Thối luôn anh em. Thối quá anh ạ. Cái loại này đây này, anh cho em xem này. À, giúp ở trong ấy, nó chỉ là một cái con chó trong nhà thôi anh em ạ. Chó trong nhà mà. Chị xứng đáng ở đây thôi. Đúng rồi, loại có sai cái gì mày? Hoàng ơi, chị bảo em nhá, em xứng đáng nhận được những cái điều như này. Mày yên phận mày không ở nhà, mày sang người ta trộm cắp ấy, thì mày phải xứng đáng nhận được cái này thôi. Mày dình lúc anh em bố mày không có ở nhà một cái là mày vào mày lấy điện thoại để mày xóa bằng chứng, xóa video đi á. Còn thôi, đến khi nào trả mình sổ đỏ thì mình cho ra, còn không thì cứ cho là thương. Bây giờ cứ nhốt đây chị ạ. Nhà bố bảo là bây giờ chị không có quyền đòi cơ mà. Này, chị em cái đéo gì mày? Chị em cái đéo gì mày? Mồi dùng để phát mồm to được to mồm được à? Hả? Bố này, tao nói mày biết này. Bây giờ ấy, mày phải giả sổ đỏ. Còn không nhá, bố mày cho mày ở đây. Đến khi nào ấy, thằng Dũng nó sang cứu mày thì thôi. Mày nói thẳng với nó là tao đã nốt mày ở bên này đấy. Xem nó gọi được ai, xem nó cứu mày. Gọi sao đây? Nó thất lương chìa khóa xuống dưới ao luôn. Mày gọi đây. Đố cứu. Đố cứu được mày. Cái loại mày cho được quá đúng luôn. Này, nói thế mẹ con chó tối nay mất chỗ ngủ đi. Dạt. Này, mày gọi thằng Dũng mới gọi tất cả anh em ngoài sân đây. Mày nữa, nhốt một thể luôn hiểu chưa? Còn loại mày nhá, hôm nay bố mày cho mày ăn cả cơm chó luôn, mày tin không? Hả? Xin cái gì mày? Mày ăn đi. Này, tao nói cho biết này, mày xin đi, đéo giải quyết được cái vấn đề gì đâu. Mày vào nhà người khác, mày ở, mày giả tạo là yêu em tao, mày lừa em tao tài sản, mày hành hạ bố tao. Mày cho bố tao ra ngoài đường ngủ. Đây là cái hậu quả khi mày lừa đảo, mày chiếm đoạt tài sản nhà người khác đấy. Còn này, cái sổ đỏ tao vẫn chưa nhận được về đâu. Mày hiểu chưa? Hôm nay nha, tao tóm được mày ấy. À tao còn mẹ mày đấy, còn nếu hôm nay mà tao không tóm được mày ấy thì tao đéo biết là con chó này nó lấy video của mình xong là nó mất đi đâu. Đúng mày, rồi mày anh ạ. Nó đi về nhà đấy, đang đi chứ. Mày vừa kịp vừa mới về luôn. Mất luôn. Lúc đấy nó cứ sợ sợ mà là nó cứ giấu đằng sau này, được đằng sau này này. Đấy. Nó giấu sau mày. Mình đã nghi rồi, mẹ biết ngay là mẹ thằng nào cũng ăn trộm. Cái loại mày ấy, ngồi trong đấy để cho mày bao giờ mày nhận ra cái sai của mày. Đúng rồi. Mày hiểu ra cái nhân cách của mày thì mày bố mày thả mày về. Mày hiểu chưa? Nhưng mà anh ấy, con chó ấy không phải đi dép anh ạ. Con chó không okay. Kệ kệ đó là nó đã mất công cho nó đấy rồi, bây giờ đéo gì về động tay vào công chủ. Thôi cứ để đó cho nó ở đó anh ạ. Thôi đi vào đi mọi người. Tôi hồi quá. Hồi. Hồi lắm. Cho nó ở đó một mình luôn đi. Sướng chưa? Này, bao giờ ấy, mày bảo thằng Dũng sang đây cứu mày thì alo cho tao. Mày hiểu chưa? Còn anh em tao ấy, bây giờ đéo chơi với Dũng nữa đâu. Cắt đứt luôn, hiểu chưa? Chơi vời gì nữa. Thôi vợ, bây giờ cho nó ở đó đi. Thế vợ đi đâu mà vợ lại thấy nó? Thì vợ với cả là... Đi mua đồ ăn mà, đồ bảo ăn đi mua thức giặt, nay nắng, bảo đi giặt con đồ này. Vừa đi mua đồ về, thế là về đến đầu ngõ cái nhìn thấy nó luôn, nó cứ dình dặt, dình dặt. Nó cũng ngon nghiền. Chặn lại xong này bắt đầu. Chặn lại thấy nó giấu điện thoại sau này, thứ thấy nó cầm sau này luôn mà. Giấu điện thoại của bạn đấy. Láo nhở. Mà lão mà. Nhưng mà đi không ai đóng cửa. Không, thì cứ bảo là đi ra ngoài kia. Bảo đi mua bộ giặt xong về luôn mà. Đi đéo đóng cửa vào để cho nó vào nhà như thế. Mẹ nó còn nó dối đi chơi với bạn đấy. Đâu, nó trộm đâu. Ôi tôi bảo từ trước rồi là nhà mình. Nhà mình bạn xem cái cửa nhà mình nó tôi coi tử tế thì ôi, đâu. Tôi nói thật chứ cái cửa này khóa cửa nó lấy cái gì nó đập một phát là bung luôn. Đúng rồi. Này mềm khóa này được mà. Thì anh ấy bảo là anh em phải trong nhà ý mà thả chó ra mất cả chó rồi kìa. Thông tìm chó hay gì ấy mất chó rồi. Đi tìm chó. Ở ngoài kia mà kệ đó. Kệ đó không mất đâu. Không mất đâu. Bây giờ cứ cho nó. Ta mất được. Con đấy sợ lâu ngày không thả ra nó chạy mất này. Mày chạy đi tìm. Chạy tìm hộ chị ơi, gọi nó về. Không kịp khóa cửa. Còn là cái con kia cứ nhốt nó đấy, đừng ai thương hại nó gì cả nhá. Rồi cho nó đấy rồi. Đã một lần rồi đấy. Lần trước đã một lần rồi đấy. Không thương hại gì nữa cả. Không thương hại gì anh. Lần này kể nó van xin thế nào cũng không thả, không cho ăn không uống gì cả. Nhốt nó đấy luôn đi. Nhốt ở đấy luôn. À, sau đi đâu đóng cổng ra. Để lộ này chết dở đấy, nó lấy may mình còn phát hiện ra kịp đấy. Mở đoạn video đấy nhưng mà vợ biết đâu may là chồng chuyển ra máy tính rồi đấy. Không, may mà chuyển ra máy tính không thì nó xóa hết của mình là thôi luôn. Thế chồng mà để điện thoại ở nhà nó xóa điện thoại ở nhà thôi nè. Không nó biết nó không may là nó không biết là trong máy tính vẫn còn đấy. May đấy. Mày ơi là may không thì nó xóa video ở trong máy tính là thôi tất cả mọi bằng chứng là mình không thể làm. Đúng rồi mất hết luôn anh. Mày